Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là Cao Định và video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chơi được một cái cây sáo bầu trong trường hợp mà mọi người chưa biết một chút gì nhé. Có nghĩa là hôm nay mọi người mới có một cây sáo bầu, mọi người chưa biết cách thổi, thì ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm sao để mọi người có thể dễ nhất để chơi được cây sáo này nhé. Thì có rất là nhiều loại bầu trên thị trường, có những cây bầu giả ngọc, gọi là bầu nhựa đấy, chính xác nó là nhựa đấy. Thì có những cây nó bằng quả thật, như cây này quả thật giống bằng gỗ, cũng có những cây giống bằng trúc rất là phổ biến. Thì và nó có nhiều tông, ví dụ như là cây này tông pha này, cây này tông son này. Thì quả son thì khá là phổ biến, thì mình sẽ hướng dẫn anh em bằng quả son nhé, có chữ C ấy, có chữ C ở trên thân cây sáo bầu. C của Trung Quốc sẽ là son của Việt Nam mọi người nhé. Cái cây bầu nhựa ấy, giả ngọc thì cách chơi nó cũng như vậy thôi. Cây bầu gỗ này thì thân gỗ này thì nó sẽ âm nó sẽ tốt hơn một chút, thì mình sẽ hướng dẫn một cây này. Thì đầu tiên mọi người nhận được cây sáo bầu này, thường nó sẽ có cái vỏ hộp đựng này nhé. Thường cây sáo bầu mọi người nên bảo quản trong cái hộp đựng, nó sẽ an toàn hơn. Mọi người sẽ đầu tiên mọi người sẽ làm quen này. Đây là cái núm để mình ngậm và mình thổi này. Cái này thì trước khi thổi mọi người nên lau sạch nhé, và cái nhạc cụ thổi ngậm này thì mình cũng hạn chế cho người khác mượn thôi. Đó, tiếp cái thứ hai là ở dưới này có sẽ hai cái thanh nhỏ này, hai cái thanh nhỏ này nhé, mình rút cho mọi người xem này, nó sẽ là hai cái thanh bè, hai cái thanh bè và nó cũng có nam đồng bên trong, cũng có nam đồng bên trong nhé. Mọi người nếu mà mới chơi thì mọi người hạn chế đừng rút ra nhé, đừng rút ra, mình sợ mọi người rút ra mọi người không biết mọi người làm hỏng ấy. Thì mình giới thiệu qua cho mọi người thôi. Đây là cái hai cái thanh bè. Thì thường một số cây sáo mà đắt tiền một chút thì nó sẽ có đủ hai thanh bè, có những cây nó sẽ không có bè và có những cây có một bè. Cái này thì cũng không quá quan trọng đâu mọi người. Nếu mà anh em mình nghiệp dư ấy, anh em mình nghiệp dư thì không nên để ý quá cái này làm gì. Bè, thanh bè này tác dụng này làm gì? Để khi chúng ta thổi, chúng ta hòa tấu thì có những cái bài mở bè thì sẽ rất là hay. Đây hai thanh bè nhá. Khi mà chúng ta chơi chúng ta mở bè này. Mở bè đấy mọi người nghe tiếng này. Đây là tiếng không có bè này. Đây mở bè nhá. Đó, đấy là tác dụng của bè. Nó làm cái tiếng nó sẽ pha thêm được một cái âm nữa. Đó, nó thanh bè nhá. Nhưng mà khi mà mình mới chơi thì mình chưa quan tâm lắm. Và cái quan trọng nhất là mình sẽ phải làm quen cái thanh chính này mọi người nhá. Cái thanh chính này ở bề mặt trước nó sẽ có 6 lỗ. 6 lỗ này, mọi người sẽ bấm bằng cái 6 ngón tay của mình. 6 ngón tay của mình. Và đằng sau, mọi người để ý đằng sau nhá. Đằng sau của cây bầu sẽ có thêm một lỗ nữa. Đó. Thế là khi mà chúng ta bấm ấy thì chúng ta sẽ bấm bằng 6 ngón này, sẽ dư một ngón út bên này, một ngón út bên này nữa, và đằng sau ngón cái nữa. Khi là như thế này là chúng ta bấm kín, còn đằng sau nó là cái lỗ định âm và lỗ treo dây, mọi người không cần quan tâm nhé. Đó, khi mọi người mang cây bầu về, mang cây sáo bầu về nhé, mở nó ra, khui ra nhé, thì mọi người làm đầu tiên mọi người như nào, mình sẽ tập cái đặt cái môi ở đây thổi cho nó kêu ra một cái tiếng nhé, nhỏ nhẹ thôi, người thổi vừa tầm thôi. Đó, khi mà cây bầu C của các bạn kêu được tiếng như thế này thì cây bầu, cái lam nó hoạt động bình thường, không bị kẹt lam này. Đấy, hoặc là như cái này thế thôi. Đấy, cây này lam nảy hơn, tiếng to hơn này. Đó. Đấy, như thế là cây bầu bình thường nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ, việc tiếp theo chúng ta sẽ là như thế nào. Chúng ta sẽ bấm tiếp ngón cái này, bấm tiếp ngón cái nhá, bấm bịt vào này. Bịt một cái nha, thổi lực vừa phải thôi. Mới đầu các bạn về thì các bạn hay bị cái lỗi như này này. Cầm cái bầu nó sẽ thổi như này. Đó, các bạn về thổi nó sẽ không ra tiếng, nó sẽ ra tiếng như này. Rất nhiều người bị như này. Tưởng là hàng đéo, tưởng là shop gửi hàng không thổi được. Nhưng mà chúng ta sẽ chậm lại một chút nhé. Chậm lại một chút này. À, cách thổi sáo bầu mình hướng dẫn sẽ thổi anh em thổi từ trên trở xuống. Thổi từ trên trở xuống nhé. Bịt ngón trên cùng. Tiếp này, thổi nhẹ thôi nhá. Anh em bịt ngón trên cùng và thổi tương đối nhẹ thôi. Đó, nếu mà chưa ra nốt này thì có thể đẩy mạnh hơn lên một chút. Khi bịt ngón cái rồi nhá, mọi người để ý tiếp. Chúng ta sẽ bịt dần dần từng ngón bên trên này. Tiếp nhá, tiếp ngón trỏ này. Và tiếp dần dần tiếp ngón này nữa này. Khi kín rồi chúng ta bịt tiếp nữa này. Thế là chúng ta đã hết bàn tay trái nhá. Bịt hết bàn tay trái rồi.
Tiếp theo bàn tay phải này, ba ngón bàn bên trên vẫn phải giữ nguyên nhá. Đang đang được nốt này rồi. Tiếp theo này, một ngón abut nữa này. Rồi, kín rồi đúng không? Kêu rồi đúng không? Tiếp ngón nữa này, hai ngón này nó rất là sát nhau, mọi người để ý này. Hai ngón này rất sát nhau, bịt thật chặt. Thật chặt. Và thổi mạnh hơn một chút này. Tiếp và còn ngón cuối cùng, một ngón cuối cùng nữa thôi. Vậy là chúng ta đã thổi vừa thôi và thổi đủ 7 nốt rồi đấy. Đây nhá, lại từ đầu nhá. Mở hết này. Ngón cái nhá. Đấy là đủ các nốt như vậy rồi nhá. Còn thêm một nốt nữa. Cũng là bịt hết như này, nhưng chúng ta thở nhẹ thôi nó sẽ ra nốt này. Nó gọi là nốt sòn đấy. Ở một số cây tiếng nó sẽ rất to, cây này mình để làm nó nhẹ, tiếng nó nhỏ. Cái nốt này cũng rất hay dùng. Đó, khi mà chúng ta thổi như thế này, chúng ta sẽ thổi đủ được các nốt nhé. Các bạn sẽ làm tuần tự từ trên xuống dưới. Khi nào các bạn làm được từ xuống dưới, từ trên xuống dưới rồi, chúng ta sẽ làm từ dưới lên trên nó như thế này. Thổi nhẹ này. Thổi nhẹ nhé. Thổi nhẹ ra một nốt và thổi mạnh ra một nốt này. Và mở tiếp này, mở tiếp này. À, lưu ý giúp mình một chút là ba ngón bên dưới này, ba ngón bên dưới này ở bàn tay phải này, chúng ta sẽ thổi khá là mạnh nhé. Xong ba ngón bên trên chúng ta sẽ nhẹ dần này, nhẹ dần nhé, như thế này. Ba ngón bên trên này nhẹ dần nhé, ba ngón bên trên thì hơi sẽ thổi nhẹ dần, nó sẽ tuần tự nhé. Và khi mà các bạn đã thổi được các nốt ấy, thì những bài tập tiếp theo thì mọi người làm như nào? Mọi người giúp mình nhé, thổi thổi chắc hơi và thổi thật chậm. Thổi thật chậm khi mà mọi người chạy được như thế này này. Ngón cái nhé, mở hết nhé. Và xuống từ trên xuống dưới, xong tiếp theo mọi người sẽ tập luôn từ dưới lên trên. Cứ tuần tự như vậy, chỉ còn một vài tuần mọi người có thể biểu diễn bình thường nhé. Thổi dài ra này. Đây, cái nốt dưới cùng mình sẽ tập thổi nhẹ đấy nhé. Nói chung là cũng không không quá khó đâu, cái bầu nó thuộc loại nhạc cụ. Mọi người nhá, cái bầu nó thuộc loại nhạc cụ dễ nhất. Dễ nhất trong các loại sáo ấy, cực kỳ dễ luôn. Quan trọng là bước đầu nó khó thôi. Đó, mọi người cứ tập như thế thôi thì vài bữa là mọi người sẽ chơi được những cái bài cơ bản thôi mà. Những bài cơ bản trên sao bầu có thể chơi sơn mài bản mông này rất nhiều. Mình có thêm một cái kỹ thuật này. Khi mọi người thổi vào mà cái nốt nó bị dính nhau như này này, thì mọi người đẩy thêm cái kỹ thuật lưỡi đơn nhé. Lưỡi đơn là gì, mọi người có thể xem video kỹ thuật lưỡi đơn nhé. Đây, đẩy nó sẽ như này, sẽ tiếng sáo nó sẽ rời rạc và gọi là rõ ràng hơn này. Đó, kỹ thuật lưỡi đơn đưa vào tiếng sáo nó sẽ rõ ràng hơn. Ok, chúc mọi người thành công nhá. Video mình hướng dẫn có vẻ là hơi sơ sài một chút, nhưng mà mong vẫn có thể giúp ích cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào.